À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với văn mẫu lớp 6 đề 2 viết đoạn văn miêu tả con vật em yêu. Mời các em đi vào bài mẫu số 1. Khi mẹ mới đem về, Vằn Đen sợ hãi, lúc nào cũng nép trong vách tường. Thế mà chỉ vài ngày sau, chú đã lân la làm quen với em. Em xuống bếp, chú cũng xuống bếp. Em lên phòng, chú cũng lên phòng. Nhìn vào đôi mắt Vằn Đen, em thấy nó như đang ước muốn một điều gì thì phải. Em liền bế nó lên, nói nựng: muốn làm quen với anh hả? Chú mình, được thôi, từ nay chú có tên là Vằn Đen, chịu không? Vằn Đen liền phê phẩy cái đuôi như đồng ý với cái tên thật dễ thương của mình. Chú chó này có một bộ lông màu nâu xen kẽ trắng, có hình dáng như một con thạch sủng, được người đời gọi là tứ túc mai hoa. Cái đầu nhỏ nhắn trông giống như một cái yên xe đạp, hai tai lúc nào cũng song sóng dựng đứng như đang nghe ngóng một điều gì. Đôi mắt Vằn Đen độ vẻ ngây thơ, nhưng ban đêm đôi mắt ấy ngời xanh, giúp chú có thể nhìn thấy rõ mọi vật. Bộ ria mép vẩy lên trông giống như của một chú hổ con. Cái miệng thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng khi chú gầm lên, những chiếc răng nanh hiện ra trông dữ tợn như một con ác thú. Cái mũi thì thật kỳ lạ, lúc nào cũng ướt như những người bị cảm cúm. Chùm lông đuôi xù xì xoắn thành hình chữ O, phe phẩy khi vui vẻ, duỗi ra khi buồn rầu. Mời các em đi vào bài mẫu số 2. Ngày hôm trước, mẹ em mới mua về một con thỏ trắng để nuôi đáng yêu vô cùng. Chú thỏ có bộ lông trắng như tuyết, mềm mại như bông, nhìn chỉ muốn ôm ngay vào lòng. Đôi tai chú dài và dày, bên trong tai có lớp thịt hồng, tai đỏ, lúc nào cũng vểnh lên như để nghe ngóng xung quanh. Mắt chú tròn xoe, long lanh, đỏ tươi như viên kẹo, cái mũi nhỏ ươn ướt, cùng cái miệng với hai chiếc răng cửa to và những cái ria mép dài trắng phớ. Bốn chân của chú ngắn như chờ bốn chân ấy mà thỏ chạy thoăn thoắt, và một cái đuôi ngắn nhỏ xíu. Chú thỏ ấy rất thích ăn cà rốt, mỗi lần được cho cà rốt là chú lại vồ ngay lấy, gặm từng miếng bằng hai chiếc răng cửa của mình. Em rất thích được chơi với chú thỏ, mỗi lần rảnh rỗi em lại cho thỏ ăn, chơi ném bóng cùng chú. Chú thỏ ấy đã trở thành một người bạn thân thiết của em. Em rất yêu quý chú thỏ nhà em. Bài văn mẫu số 3. Con bò nhà bác em thoạt nhìn lại có bộ lông vàng nâu mượt mà. Cái đuôi của nó nhỏ nhắn nhưng lại rất dài. Nó dường như cũng lại có chùm lông nâu đen. Lúc nào bò cũng cứ phe phẩy đuôi đuổi xuôi mũi. Đặc biệt hơn đó chính là bốn chân có móng vuốt màu xám đen. Em như thấy được cổ chân có vòng lông trắng rất xinh. Hơn nữa em còn thấy được cả cái sừng nhọn, cả hai cái sừng to cứ như cái măng tre vừa mọc nhô khỏi mặt đất, dài khoảng 20 cm, trông cũng rất dũng mãnh biết bao nhiêu. Em nhìn thấy được đôi mắt của con bò có màu đen màu hạt nhãn, mở to lúc nào cũng như cứ thật đăm chiêu mơ màng. Ngoài ra em còn thấy cả đôi tai như lá bạch đàn, ngoài vàng trong trắng. Con bò rất chăm chỉ giúp người nông dân như hoàn thành được công việc một cách nhanh chóng nhất. Ai ai cũng yêu chú bò chăm chỉ này. Mời các em đi vào bài mẫu số 4. Nhà em có nuôi một chú heo màu trắng, có bộ lông nhạt cùng màu trắng. Da của chú hồng hào vì đang ở giai đoạn trưởng thành và phát triển. Đôi mắt của chú to và tròn, có màu xanh xanh. Mỗi khi chú đói, đôi mắt lim dim và cứ nhìn ra bên ngoài. Những lúc chú ăn no thì đôi mắt díp lại dường như là buồn ngủ. Mỗi khi ăn xong, cái bụng chú lại căng tròn và chú nằm duỗi cẳng ra. Rồi cứ thế chú lại chìm vào giấc ngủ. Em rất thích chú heo này. Như vậy cô vừa kết thúc 4 bài văn mẫu. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài văn mẫu tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.